Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay là sáng 22 âm lịch, chuẩn bị gần Tết rồi. Thì đây chúng ta đang đứng ở vòng xoay chợ Bến Thành. Thì hôm nay chắc chúng ta sẽ đi một vòng qua chợ cũ, Tôn Thất Đạm, để xem ở ngoài đó bây giờ bán cái gì để chuẩn bị ngày Tết ha. Sẵn cho bà con cô bác nhìn lại cái chợ kỷ niệm ngày xưa của anh chị đã có một thời gian gắn bó với cái chợ. Thì để đi đến chợ đó thì chúng ta đi bằng hai ba đường đó. Thì đi đường Hàm Nghi cũng được, đi đường Huỳnh Thúc Kháng cũng được. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đường Hàm Nghi ha. Đường Hàm Nghi, cái đại lộ ngày xưa ở đây là cái đường đường hoa ngày xưa phải không? Hoa đâu có đường hoa bên kia chứ. Đây là Nguyễn Huệ. Nhưng mà hồi xưa chưa có đường hoa Nguyễn Huệ thì có đường bên kia. Xong khi mà đường bên kia dẹp rồi đang làm lô cốt thì bây giờ bên đây. Rồi xong phố đi bộ xong rồi lên mới chỉ phố đi bộ thôi. Bên đây là đường hoa có 1 năm mà. Đường này hồi xưa hình như thấy mấy cái hình cũ là cái đường rầy xe lửa chạy ngang. Bây giờ con đường này là chỉ có những cái cao ốc ngân hàng rồi văn phòng công ty nước ngoài ha. Ở đây rất là nhiều ngân hàng ha. Con đường này là được mệnh danh là con đường ngân hàng, trong khi đường Nguyễn Huệ thì sầm uất quá, những shop, những mall, những cửa hàng, cửa hiệu ăn uống, mua sắm. Đây là ngay ngã tư Baxter và Hàm Nghi. Mình đi thẳng đường này thì ra là bến Bạch Đằng. Kia có cái dãy nhà xưa, thiệt là xưa, dãy nhà thời Pháp á. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến cái đường này, nó đường gì quẹo quá người ta. À, chợ cũ là bên đây. Chúng ta sẽ lại đằng kia và qua đường. Đây là Tôn Thất Đạm bên đây. Hai khúc cắt nhau bởi đường Hàm Nghi. Rồi chúng ta qua đường nha, đường Hồ Tùng Mậu. Chúng ta quẹo trái qua đường Hồ Tùng Mậu để đi đến cái chợ nhỏ. Ô, chợ cũ. Đây là cái Bitexco. Nhìn qua đây là tiệm bánh Như Lan lẫy lừng khắp Nam Châu. Cái bà này mới giỏi, bà làm cho cái tiệm nổi tiếng trước rồi ta. Không hiểu. Đây nhà của Như Lan luôn nè, quá trời lớn luôn không. Bây giờ tiền khó mua được mấy căn này lắm. Đây là đầu đường, đầu chợ chợ cũ. Ủa? Đúng rồi. Chợ cũ. Làm gì vậy? Này làm gì vậy? Mà hết hồn à. Anh đi chạy xe bả nè, anh đi bộ vòng. Chúng ta cùng nhau chúng ta cùng nhau đi bộ đến cái anh chạy lên đây nè, chồng mà tổng cộng đường kế bên á,
nó song song đường này nè, nó quẹo phải à. Dạ, nó tên nó bắt tơ à. Mà Quỳnh Hữu Kháng một chiều á. Quỳnh Hữu Kháng nằm ở đây nè, nó song song đường này nè. Dạ. Nó một chiều luôn á. Rồi bây giờ chúng ta qua đường á. Thì chợ cũ bây giờ đang chuẩn bị Tết rồi. Thì ở đây nổi tiếng với những cái quầy hàng nước ngọt và bia anh. Này cô bán vạn thọ. Đây ngày mai là đây một lần nữa chúng ta nhìn lại sạp thịt bò Bích đó. À, cho chị Bảy, gia đình chị Bảy cùng nhìn lại nha. À, mỗi lần đi ngang đây là nhớ tới chị Bảy à. Rau củ quả, bắp cải, dưa leo. À, chợ này được mệnh danh là chợ nhà giàu nè. À, tại vì bán rất là trưa. À, cỡ tầm 8 giờ thì mới mới đông nhiều người bán liền, còn sớm hơn thì ta chưa mở cửa. À, đây tới sạp thịt. À, nhìn qua đây là trường trường học Hòa Bình. À, không biết ngày xưa ở đây cái trường này phải tên này luôn hay là tên khác. Thì bây giờ tên là trường Hòa Bình. Ở đây rất là nhiều nước ngọt. Cá, hải sản. À, ở đây bán đồ trang trí ngày Tết đây. Ở đây buổi sáng thì bên kia nắng, buổi chiều thì bên đây nắng. À, ngược lại công bằng. Bên này shop quần áo. Nhìn chung thì chợ này không đông cho lắm. À, nghe bà con tâm sự thì dạo này bán ế lắm. Không hiểu gì sao. Đây là hết rồi. Đây có chung cư cũ. Phở, hủ tiếu.
do mình không có mua gì nên không tiện đứng lại lâu ha. Thì sẵn đi thoáng qua cho bà con cô bác và chị Bảy nhìn lại cái khu chợ ngày xưa. Rồi tới đây là cũng hết chợ rồi. Đây là đường Quỳnh Thúc Kháng nè. Quỳnh Thúc Kháng và Tôn Bất Đạm. Rồi mình đi bộ ra đây là đường Nguyễn Huệ. Phố đi bộ. Nị đứng đây chờ. Hay định đi xe rồi nhưng mà xe sợ bà con nhìn không rõ. Thì mình đi đi bộ cho bà con nhìn rõ. Đến chợ. Sẵn mình đi một vòng đường Nguyễn Huệ. Rồi mình sẽ kết thúc cái video này ha. Coi không khí đường Nguyễn Huệ như thế nào. Tại vì sáng nay Chủ nhật nên cũng rảnh. Một tuần đến ngày Chủ nhật lẹ lắm. Quay qua hết từ sau là coi như là muốn hết Tết rồi. Thì những ngày Tết nôn nôn mấy ngày đầu cuối năm này thôi, tất bật những ngày cuối năm thôi. Còn giao thừa xong rồi ở Sài Gòn thì nhà ai ở nhà nấy, rồi ai có quê thì đi về quê, ai có đi chơi thì đi du lịch. Rồi mà du lịch mấy ngày đó cũng đông đúc lắm. Chúng ta đi đến đường Nguyễn Huệ rồi đây. Đây đang chuẩn bị cho cái đường hoa nè, nên người ta rào lại ha. Thì trong kia người ta đang trồng lúa nữa kìa. Trương cái đường hoa này 8 nó khai trương 8 giờ đến mùng 8 mùng 7 mùng 8 Tết luôn. Mùng 5 à 7 mùng 8 là ở Tàu Đèn đó. Tàu Đèn đó. Đó, mọi người đang tất bật làm ngày làm đêm. Đâu đường sách đâu à, khúc trên đây đường sách. Ở Nguyễn Huệ lúc nào cũng là một đại công trình. Đi đến đó nhưng mà tới đó là ta rào lại, mình không đi được rồi. Chắc xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha.